Hôm nay mình lên dùng của cạnh của đường lên núi Ba Thê nha các bạn. Ở đây thì còn bên Kiên Giang của mình. Rồi ở đây cũng đang thu hoạch lúa các bạn. Giống lúa ở đây thì 504 các bạn ơi. Mấy anh đang lấy lúa lên cộ. Còn trong kia thì mới cắt 100 các bạn, đang chạy cắt vô các bạn. Ở đây mình bán được giá mấy rồi cô? 7,5 hả con? Dạ. 504 hả con? Giống lại 504 thì mua tới 7,6, 7,7 gì lắm mà mấy ông ép lại cho ông 7,5. Dạ. Ép lại hả cô? Rồi mấy ông mình không bán thì mấy ông mua. Sao kêu lên thì mấy ông thôi đẩy ghe rồi, đẩy ghe rồi không mình... có chấm. Mình không lấy cọc trước hả cô? Bắt buộc thì lấy cọc bán để con kéo lên hoài sao? Dạ. Lại bao nhiêu ngày rồi cô mới cắt? Ai biết đâu rồi, dư 3-4 ngày gì đó. Theo cắt hồi hôm bữa 4 là đủ 3 tháng đó. Dạ. Mà giờ kéo lên mùng 4, bữa nay mùng 7, 3-4 ngày gì vậy? Dạ. Vậy đây cô xài 504 rồi. Dài dài đắng cũng vậy gì cô hả? Là mình lên cô. Dạ. Chúng không cô em, mấy cái người ta cắt gọi cô thấy chưa cũng đỡ đỡ nè. Dạ. Là cô cho con hỏi giá thị trường mình đây là cỡ 7,600 hả? 7,500 hả? Dạ. Ba 380 hả cô? Ở ngoài mấy anh đang đi xe. Các bạn lúa 504 nha các bạn. Khoảng được 7,5. Mình mới hỏi lại ở đây thì xã Bình Thành các bạn ơi, của huyện Thoại Sơn các bạn. Chứ không phải là của Kiên Giang nha các bạn. Mấy làm lên xong rồi các bạn. Hay làm nữa. Anh bỏ ngoài ruộng quá trời nhiều lúa luôn các bạn.
ở đây là bờ kinh cao dữ lắm các bạn ha, tại vì nước ngập các bạn, trở là ngập kinh, đi bao phải giữ dần mới được. Nhà con ở đây sao con ở ngoài? Tức là mới vô đây cắt nha. Xuống Vĩnh khi cắt xong là xuống chẹt các bạn, mấy anh tài xế phải vệ sinh cho nó sạch sẽ cái máy ha các bạn, thổi bụi này kia. Tài xế kỹ quá ha, lọc rồi ra thổi hết. Được nhiêu bao cô? 20 bao hả? Dạ. Quá trúng rồi. 20 bao này trên tấn nè. Phải 25 bao, 27 bao đó. Dạ.